Ủa, anh đang làm gì ạ? Ta đang luyện bí kíp thần công. Cần có sự yên tĩnh, nhà ngươi đừng có quấy ức rầy ta. Mắc cầu ta sẽ bị tẩu quỷ nhập ma là chết cha. Tẩu quỷ nhập ma là gì? Nó ra làm sao? Có ăn được không? Có chấm mút gì được không? Hay quất được không? Ăn thì không được, nhưng quất thì được. Ngươi chừng qua, nhà ngươi đừng có hỏi những câu ngáo đá vậy nữa. Để ta tịnh tâm tu hành.